Ban Chỉ đạo Quốc gia chống gian lận thương mại và hàng giả 389 quốc gia vừa ban hành công điện về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng, các địa phương xây dựng triển khai kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, bắt giữ, xử lý, kiên quyết không để tồn tại các điểm nóng, kho hàng, các điểm tập kết, các khu vực bày bán thuốc lá nhập lậu trong nội địa. Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay để hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn ra trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.